Cuộc thư hùng trên đường chạy marathon tại Lai Châu. Cuộc đối đầu giữa một bên là kỷ luật, sự dày dặn kinh nghiệm của lão tướng đến từ quân đội Nguyễn Văn Lai, và một bên đầy sức trẻ, sự khao khát chinh phục của vận động viên đang trong thời kỳ đỉnh cao, đã làm nóng lên trong cộng đồng chạy bộ trong thời gian vừa qua, Hoàng Nguyên Thanh. Nguyễn Văn Lai là tượng đài của điền kinh Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua trên đường chạy 5.000 và 10.000 mét. Hiện anh là người nắm giữ kỷ lục quốc gia của cả hai nội dung 5.000 và 10.000 mét với thông số lần lượt là 14 phút 04 giây cho cự ly 5.000 mét và 29 phút 44 giây cho cự ly 10.000 mét. Với thông số này anh cũng đã phá kỷ lục SEA Games. Hoàng Nguyên Thanh đang là nhà đương kim vô địch 42 km tại giải báo tiền phong 3 năm liên tiếp 2020, 21 và 22. Là người đầu tiên mang về tấm huy chương vàng SEA Games ở nội dung 42 km cho điền kinh Việt Nam kỳ SEA Games 31 vừa rồi. Và còn rất nhiều hào thủ khác như Á quân Lê Văn Tuấn, Lê Tấn Hy. Theo các bạn, ai sẽ vô địch Lai Châu năm nay? Cảm ơn các bạn.